Vâng, bây giờ ta sửa cái bài tập phần cực kỳ của hàm số. Thì ở trước ta đã dừng lại về cái phần cực kỳ của hàm số. Chúng ta đã học về phần lý thuyết rồi, định lý 1, định lý 2. Và ta có quy tắc 1, quy tắc 2 để tìm cực kỳ hàm số rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục với phần này. Để em xem lại cái phần lý thuyết ở phần trước. Đó là cái nội dung định lý 1, điều kiện đủ để hàm số có cực trị. Đó là chúng ta dựa vào định nghĩa cực trị thì ta có điều ngược lại là nếu không được điểm cực trị của hàm số thì y phải phải đổi dấu khi x đi qua điểm y0, đúng không? Ta nói phải đổi dấu khi đi qua điểm y0, định lý 1. Thì hàm số đặc đại dương sang âm này, khi qua x0 thì là điểm cực đại. Còn thay đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua x0 thì x0 là điểm cực tiểu. Và ta có quy tắc 1 để tìm cực trị của hàm số. Đó là tìm tận số định, tận f phải tìm các điểm tại đó f phải bằng 0 hoặc không số định. Lập bảng biến thiên. Từ bảng biến thiên ta suy ra các điểm cực trị. Điều kiện đủ để hàm số có cực trị này. Thì ở đây ta có là định lý số 2 luôn không ạ? Thì giả sử hàm số f có đạo hàm cấp 2 trong khoảng x0 trừ hạt đến 0 cộng hạt. Với hạt là số dương. Thì khi đó nếu đạo hàm tại x0 bằng 0 và đạo hàm cấp 2 tại x0 dương thì x0 là điểm cực tiểu. Còn nếu đạo hàm cấp 2 tại x0 âm thì x0 là điểm cực đại. Từ đó ta có được quy tắc 2 để tìm cực trị hàm số dựa vào dao động cực 2. Đó là tìm tận số định, tận đạo hàm, tìm các nghiệm xi của phương trình f phải x bằng 0, tận f phải 2 phải x và tận f 2 phải x tại giá trị xi là các nghiệm của phương trình f phải x bằng 0. Sau đó ta dựa vào dấu của f 2 phải xi để ta suy ra tính chất cực trị của xi. Ta là cực đại hay cực tiểu. Bây giờ ta vận dụng vào tôi làm bài tập. Bài tập thứ nhất. Áp dụng quy tắc 1 để tìm cực trị của các hàm số sau. Bài thứ nhất này. Qua y bằng 2x mũ 3 cộng 3x bình phương trừ 36x trừ 10. Mẹ mà làm vào vở ấy và chụp ảnh gửi qua đến nhóm Messenger nha. Hoặc là mẹ mà trực tiếp bấm share màn hình, bấm vào dấu ba chấm, khách share màn hình bằng ảnh này, là mẹ chụp ảnh sẵn nha. Sau đó mẹ mà kích vào dấu ba chấm và chúng ta bật đến cái phần là chia sẻ cái dấu mới tên lên nữa, ha. Rồi chúng ta có cái bốn chưa lựa chọn, đó là chia sẻ ảnh, chia sẻ video, chia sẻ PowerPoint, chia sẻ màn hình. Thì đây mẹ dùng chia sẻ ảnh hoặc là chia sẻ màn hình nha. Để chúng ta chia sẻ cái bài làm của mình vào cho mấy bạn cùng xem. Rồi, mẹ em gửi ăn qua đi. Mời một bạn chia sẻ cái bài làm câu A này xem này. Mời bạn Nhung Nam. Sáng được, bấm vào ba chấm và chia sẻ ảnh thôi.
chia sẻ ăn thì nó nhanh hơn ha. Rồi ta chụp ảnh cho nó đúng chiều nhé, nó bị ngược rồi. Đây, ta xem này, mẹ có thể zoom to lên để ta xem rõ hơn hay. Ở đây à, câu A là tập trận DBR y phải bằng 6x bình phương cộng 6x trừ 36. Mình nên ghi cái đề là dễ theo dõi nha. Rồi. Thì đây là đạo hàm bằng 0 thì x bằng trừ 3 hoặc là x bằng 2, ta ghi bằng ký hiệu hoặc vuông nhé. Bạn bình thiên trừ 32 trừ bố cộng cộng cùng thì xóa dương trong trạng mà cùng trừ cộng cộng đi lên đi xuống đi lên lại, và kết luận hàm số đạt cực đại tại x bằng trừ 3 y cực đại bằng 71. Cái dấu phẩy này ha. Hàm số đạt cực tiểu tại x bằng 2 y cực tiểu là bằng trừ 54, được chưa? Rồi tiếp tục với câu A này, thì ta sửa câu A này nhé, được nhé. Thì đây ta có y phải này, ta sẽ lần trước nhé, d bằng r. Y phải thì bằng 6x bình cộng 6x trừ 36. Đạo hàm bằng 0. Thì ta có được là 6x bình cộng 6x trừ 36 bằng 0. Thì đây ta có x bằng. Ở đây là tổng hàng nhiều là bằng trừ 1, tích hàng nhiều là bằng trừ 6 đúng không? Như vậy là trừ 3 về 2. Thì ta có cái bảng biến thiên x, y phải và y. Và đây là trừ vô cùng cộng vô cùng, có hai nghiệm là trừ 3 và 2 không, hệ số a dương. Như vậy trong trạng ngoài cùng trừ đây là cộng, như vậy đi lên đi xuống đi lên lại thì đây là cộng vô cùng, đây là trừ vô cùng nha. Ở đây ta điền giá trị vào, thì điền giá trị thì tính mẹ bấm máy tính cho nó chính xác và nhanh. A x mũ 3 cộng 3 x bình phương trừ 3 x trừ 36 x trừ 10 bằng, ở đây là tại trừ 3 là 71, 71 tại 2 gồm can trừ 54, trừ 54 nha. Đây, và từ đó ta kết luận là hàm số đạt cực đại và cực tiểu. Kết luận này, hàm số đạt cực đại tại x bằng trừ 3, y cực đại là bằng y trừ 3 là bằng 71. Hàm số đạt cực tiểu tại x là bằng 2, y cực tiểu là bằng trừ 54.
Chưa? Câu B. Rồi, mẹ em làm tiếp câu B thì sao? Rồi, mẹ em làm tiếp câu B. Y bằng x mũ 4 cộng 2 bình trừ 3. Câu B này. Rồi, lại mới bị mất điện á, mình có điện lại rồi. Ta chờ tí nha. Mình hay cấp điện cái. Mà em lao vào chụp anh lên đến chỗ nhóm Messenger nhé. Để thay một tí thì vào mạng lại nó cập điện bị tắt mạng rồi. Đây, tôi xem bài của bạn nha. Có bạn Trương nữa ha. Đây, xem bài của bạn Trâm này. Ở đây là y bằng x 4 cộng 2 bình phương trừ 3. Tập sẽ định d by r. Y phải bằng 4 3 cộng 4 x. Y phải bằng 0. Thì tôi có x bằng 0. Ở đây, tôi nói cụ thể ra là đây đặt bộ ở trong ngoài này ha, bộ ở trong ngoài này
thì trong đây còn lại là x bình cộng 1, x bình cộng 1. Thì rõ ràng x bình cộng 1 này luôn dương với mọi x, cho nên là đạo hàm bằng 0 chỉ có tại x bằng 0 thôi, vì x bình cộng 1 là dương nha. Hoặc là mẹ bấm máy tính luôn được, dạng được qua luôn, cho nên dương với mọi x thuộc R. Chà, cho nên ta có cái bảng biến thiên gọi là x y phải y trừ vô cùng còn vô cùng không, tại đây bằng không này, bằng chưa ghi ghi về thiếu nhé, số không này. Dấu y phải là dấu của 4x phải cộng trái trái, đây là dấu cộng, cùng nhớ số cao nhất lấy cộng để có nghiệm bội lẻ hay là nghiệm đơn đổi dấu cộng thành trừ. Nhưng mà đi xuống đi lên nhé, nhưng tại trừ vô cùng thì bằng cộng vô cùng, nhưng tại cộng vô cùng bằng cộng vô cùng luôn, nhớ là ghi ký hiệu trong đồng này, vô cùng là việc này đầy đủ nhé, đủ nét, trừ vô cùng cộng vô cùng đấy, bị mất nét nữa nha. Như vậy là hàm số đạt cực tiểu là x bằng 0, y cực tiểu bằng y 0 bằng trừ 3 nha. Rồi, như vậy là bài giải là cơ bản là đúng nha, chú ý cách trình bày tí thôi. Rồi, chúng ta tiếp tục qua với câu tiếp theo. Ở đây là cái câu B này này, thì sẽ trình bày lại cho nó rõ ràng tí ha, để mà em trình bày vào vở. Tôi sẽ định D bài R. Ở đây tôi có y phải là bằng 4x mũ 3 còn 4x. Ta đặt 4x làm thừa số chung, bên này là x bình cộng 1. Thì đạo hàm bằng 0 thì ta có được là nghiệm nhí nhất là bằng 0. Bảng biến thiên S y phải y trừ vô cùng nên là cộng vô cùng, nghiệm nhí nhất là 0, đây là cộng trừ đi xuống đi lên, cộng vô cùng, cộng vô cùng, không thay vào là y là trừ 3 nha. Và kết luận hàm số đạt cực tiểu tại x là bằng 0, y cực tiểu là bằng y 0 bằng trừ 3. Đấy, người ta có được câu B ha. Câu C. Câu C. Y bằng x cộng 1 x. Rồi, mẹ em tiếp tục làm và chụp ảnh gửi qua lên nhóm Messenger này. Còn nếu mà em mới chia sẻ được màn hình thì càng tốt nhé. Đấy. Rồi, mẹ em gửi ảnh qua hả? Bài làm của mình qua chỗ nhóm Messenger. Xong chưa mẹ? Rồi em mời bằng mi nữa, gửi anh bài giải của bài này qua nó dòm thầy xem. Bài tập về nhà mà nó chưa xong. Rồi những bài tập trong sách vừa qua thì bắt buộc làm này, nên chúng ta phải làm trước khi nó học. Bài tập sách vừa qua chưa làm, sao bài tập thêm làm mà làm được? Mà thầy đã gửi cho mẹ em các cái bài tập thêm này nè, từ luận trắc nghiệm đề thi online, chúng ta tranh thủ làm hoàn thành hết này các cái nhiệm vụ đó. Bạn nào xong rồi thì ta chụp ảnh gửi qua nhé. Ở đây tôi có cái
tập sau đây này là d bằng r trừ đi phần tử là 0 nha. Y phải là bằng 1 trừ 1 chia bình phương. Ở đây đạo hàm của 1 trên x là bằng trừ 1 trên x bình nha. Đạo hàm của 1 trên x là bằng trừ 1 trên x bình phương. Ta nhớ lại 1 trên x đạo hàm này là bằng trừ 1 trên x bình. Đạo hàm của hàm hợp 1 trên v đạo hàm là bằng trừ v phẩy chia cho v bình phương. Như vậy đạo hàm y phẩy là bằng 1 trừ 1 trên x bình. Quy đồng là x bình trừ 1 chia cho x bình. Đạo hàm bằng 0 thì ta có là x bình trừ 1 bằng 0. Thì ở đây ta có là x là bằng 1. X là bằng trừ 1. Và ta có cái bảng biến thiên x y phải y. Ở đây là trừ vô cùng, cộng vô cùng. Hai nghiệm là trừ 1 và 1. Vậy là 0. Không. Dấu y phải chính là dấu của từ x bình trừ 1 nha. Và ở đây là nó có một điểm không xác định này, đó là bằng 0. Cho nên là chúng ta phải vẽ số 0 ở đây. Có số 0 này này, nằm giữa này này. Mà em hay quên trường hợp này. Ở đây là tại đây là y phải không xác định và y cũng vậy, cho nên ta dùng dấu hai gạch song song. Đấy, tại y và y phải luôn để thể hiện là hàm số này không xác định tại điểm bằng 0, y phải cũng vậy. Sau đó ta điền dấu của y phải vào. Đây là dấu y phải này, thì dấu y phải chính là dấu của x bình trừ 1. Đúng không? Dấu x bình trừ 1. Như vậy là trong trái ngoài cùng này, thì số A là dương này, thì là trừ, trừ, ngoài này là cộng. À. Như vậy là cộng thì đi lên. Đây, âm đi xuống. Đi xuống, đi lên. Điền kết quả giới hạn và giá trị vào. Nhưng tới trừ vô cùng, thì đây là bằng trừ vô cùng này. Em ta sẽ dùng máy tính để ta suy ra nhé. Nhưng tới không trừ là bằng trừ vô cùng này. Nhưng để đây là không cộng là cộng vô cùng này. Bên này cộng vô cùng là bằng cộng vô cùng luôn. Ta có thể kiểm tra kết quả bằng máy tính như sau. Các giới hạn bằng máy tính. Thì đây ta nhập vào này. Màn hình máy tính là nhập vào cái hàm số x cộng 1 x luôn nha. Vậy ta nhập vào là x cộng 1 trên x. Bấm bằng. Và ở đây ta bấm mà muốn tính giới hạn khi trên tới trừ vô cùng xem ta bằng bao nhiêu. Để điền vào đây. Thì ta bấm can. Trừ vô cùng thì mình nhập vào một số âm rất lớn. Ví dụ là trừ 10 mũ 8 hay 10 mũ 9 gì đó. Ví dụ 10 mũ 9, trừ 10 mũ 9 chẳng hạn. Đấy. Thì kết quả này. Nó sẽ bằng, mình xem này. Này. Trừ một số âm, mình thấy là số âm, số âm rất lớn quá. Đấy. Thì đây là bằng trừ vô cùng. Ta điền vào đây trừ vô cùng. Tương tự như vậy nhưng để cộng vô cùng thì can 10 mũ 8 hay 10 mũ 9 gì đó. Đây, kết quả số dương rất lớn, cộng vô cùng. Còn nhân tới không cộng thì can không cộng thì ta nhập vào là ví dụ là 10 mũ trừ 8. Đây, thì kết quả là số dương rất lớn, cộng vô cùng. Không trừ thì nhập vào là ví dụ trừ 10 mũ trừ 8. Không trừ nghĩa là nhân tử không mà phía bên trái của không nhóm không nhé, là trừ không phải không không mấy đó nha. Thì cái con là số âm rất lớn, trừ vô cùng. Còn tại 1 và trừ 1 thì tính giá trị thôi, 1 này là bằng 2, điền vào. Tại 1 là bằng 2 này. Tại trừ 1 này là bằng trừ 2 này, trừ 2 nha. Đấy, và tới đây ta kết luận. Vậy hàm số
đạt cực đại tại x là bằng trừ 1, y cực đại là bằng trừ 2. Hàm số đạt cực tiểu tại x là bằng 1, y cực tiểu là bằng 2 nha. Y cực tiểu bằng 2. Đấy, như song song câu C. Chà. Ta tiếp tục câu D. Y bằng x mũ 3 nhân với 1 trừ x tất cả bình phương. Rồi, mẹ mà làm phần này xem. X mũ 3 nhân với 1 trừ x tất cả bình phương. Là câu này nha. Còn câu này thì mẹ hoàn thành và xem như bài tập. Bài này học sinh là vẫn là D mà R hả? Mẹ có thể để như vậy đầu hàng hoặc là mẹ khai triển ra nha. Có thể khai triển ra rồi đầu hàng cũng được. Thì như thế khai triển ra này thì có y là bằng x mũ 3 này. Bên đây là 1 trừ 2x cộng x bình phương. Nhân vào là x mũ 3 trừ 2x mũ 4 cộng x mũ 5. Như vậy ta tính đạo hàm ra này là bằng 3x bình phương trừ 8x cộng 5x mũ 8x mũ 3 cộng 5x mũ 4. Và ta đặt x bình ra ngoài thì trong này còn lại là 3 trừ 8x cộng 5x bình phương. Đạo hàm bằng 0 thì ta có x bình bằng 0, tức là x bằng 0 này. Hoặc là 5x bình trừ 8x cộng 3 bằng 0. Như vậy ta suy ra x bằng 0 này. Ở đây a cũng b cũng c bằng 0, như vậy là nghiệm bằng 1. Nghiệm bằng C đến A là bằng 3 phần 5 nha. Từ đây ta có cái bảng biến thiên, đó là S, Y phải và Y. Trừ vô cùng, cộng vô cùng. Ở đây là có 3 nghiệm, như vậy là 0 này, 1 này, 3 phần 5. Mà bao nhiêu nhưng mà thấy là x bình này luôn đúng bằng không này, cho nên dấu của y phải nó chỉ phụ thuộc vào dấu của 3 trừ 8x cộng 5x bình thôi nha. Còn qua phương này không đổi dấu ra, nên là 0 0 0 khoảng từ nghiệm lớn nhất đến cộng vô cùng. Còn này bao nhiêu cộng vô cùng là công dấu hệ số cao nhất là của y phải là 5 5 nha, là dấu cộng. Qua nghiệm bội lẻ thì đổi dấu, qua nghiệm bội chẵn thì không đổi dấu. 3 phần 5 và một lần nghiệm bội lẻ, nghiệm đơn, còn không lần nghiệm bội hai này, bội chẵn ha. Như vậy là cộng thành trừ, đổi dấu nghiệm bội lẻ trừ thành cộng lần nghiệm bội hai, bội chẵn. Như vậy là cộng thành cộng, không đổi dấu. Khi có nghiệm bội chẵn thì không đổi dấu nhé, cộng vẫn cộng. Chưa? Như vậy là đi lên, thế đi xuống, đi lên. Đấy, như vậy là đây là cực đại, đây là cực tiểu nhé. Em đi kết quả giới hạn vào. Nhưng để trừ vô cùng thì là bằng trừ vô cùng, là cộng vô cùng. Tại 1 thì 1 là thay vào là 0. 3 phần 5 thì hơi lớn, người ta bấm máy tính. Bên này là x mũ 3 trừ 2x mũ 4 cộng x mũ 5 can
Ở đây anh nhập vào là 3 phần 5. Kết quả đây, 108 trên 3.125, số khá lớn ha. 108 chia cho 3.125. Như vậy thì kết luận là hàm số đạt cực đại tại x bằng 1, y cực đại bằng 0. Hàm số đạt cực tiểu tại x bằng 3 phần 5 và y cực tiểu tương ứng là bằng 108 trên 3.125. Được chưa? Rồi. Mấy em có thắc mắc gì tôi hỏi nhé. Đấy, thầy có giơ tay lên rồi tôi hỏi. Mấy em có gì thắc mắc về bài này không? Nếu không có tiếp tục nha. Cô A là mẹ em làm tiếp ha. Câu bây giờ ta làm bài số 2. Áp dụng quy tắc 2 tìm cực trị của hàm số sau. Bài số 2 này. Cô A. Y bằng x mũ 4 trừ 2 bình phương cộng 1. Thì ở đây tập số định này là D bằng R ha. Đạo hàm này là 4x mũ 3 trừ 4x. Ở đây ta đặt 4x ra ngoài thì đây là x bình trừ 1. Đạo hàm bằng 0 thì ta có nghiệm bằng 0 hoặc là nghiệm bằng cộng trừ 1, x bằng 1 hoặc x bằng trừ 1. Chúng ta lập cái bảng biểu thiên x y phải y ở đây là trừ vô cùng, cộng vô cùng, có ba giá trị là trừ 1, 0, 1. Dạ. Dấu của y phải chính là dấu của 4x3 trừ 4x, hệ số A dương. Như vậy là khoảng này là cộng dấu số A, cộng, trừ. Như vậy đi xuống, đi lên, đi xuống, rồi đi lên lại. Nha. Điền kết quả giới hạn vào cộng vô cùng. Cộng vô cùng. Ở đây là không là bằng 1 thay vào nó y này. Còn tại 1 thay vào đây là bằng 0. Tại trừ 1 thì thay vào đây là bằng 0 luôn. Vậy đây hàm chẵn ha. Như vậy ta kết luận hàm số đạt cực đại tại x là bằng 0, y cực đại là bằng y không bằng 1. Hàm số đạt cực tiểu ở đây là áp dụng quy tắc 1 nha, còn quy tắc 2 thì chúng ta đây là vẫn là quy tắc 1 này ha, còn quy tắc 2 thì ta không lập bảng biểu thiên nha. Đây là vẫn là quy tắc 1 nha, còn quy tắc 2 thì chúng ta tính đạo hàm y 2 phải, đây là dùng quy tắc 1 nha. Trong bài này yêu cầu là quy tắc 2 thì chúng ta sẽ xử lý quy tắc 2 này. Đây ta đạo hàm cấp 2 là bằng 12x bình phương này trừ 4. Nè, đây là quy tắc 1 thì ta lập bảng thiên ra kết luận. Còn quy tắc 2 thì tính đạo hàm cấp 2 này. Nên trong bài này người ta yêu cầu quy tắc 2 thôi. Thì ta dùng ở dưới này. Ta làm hai cách để kiểm tra kết quả ha. Ở đây là y 2 phải tại 3 giá trị này, 0 này. 0 là bằng trừ 4 âm. Cho nên ta kết luận luôn, x bằng 0 là điểm cực tiểu. Xin lỗi cực đại. Y bằng 0 là điểm cực đại. Và y cực đại tương ứng là bằng y tại 0 là bằng 1. Nhúng lại trên này nha. Rồi. Và tính tiếp y 2 phải tại nghiệm thứ hai là nghiệm trừ 1 và tính y 2 phải tại 1. Đấy. Y 2 phải đây là bằng 12 bình trừ 4, như vậy tại trừ 1 phần 1 là bằng 8 dương.
thì ta suy ra được là hàm số đạt cực tiểu tại x bằng cộng trừ 1 và y cực tiểu tương ứng là bằng thay vào là bằng 0 nhé. Đấy, khi thực hai thì ta không cần là bảng thiêng mà chúng ta dùng đạo hàm cấp 2 chưa. Và chúng ta thường áp dụng kỹ thuật hai đối với các hàm số mà lượng giá, ví dụ hàm cô B này, cô C này, còn cô A, cô D thì cách quy đặt nào cũng làm được. Được chưa? Giờ ta làm thêm câu B nữa nha. Rồi ta nghỉ. Còn câu còn lại mẹ về nhà ta tự luyện tập nha. Câu nào làm được thì hỏi nha. Ví dụ câu B này, y bằng sin 2x trừ 1 thì tập xác định là D bằng R. Đạo hàm là bằng sin u đạo hàm bằng u phải cột u, như vậy là 2 cos 2x. Giải phân trình đạo hàm bằng 0 thì ta có là cos 2x bằng 0. Cos bằng 0 thì cái cộng này là bằng pi trên 2 cộng với là 2x là bằng pi trên 2 cộng với là cả pi nhé. Hay ta có là x là bằng pi trên 4 cộng cả pi trên 2 nhé, pi trên 4 cả pi trên 2 với cả là số nguyên. Đấy, cả là số nguyên. Như vậy à, ở đây chúng ta có y phẩy nữa. Bây giờ tính y 2 phẩy. Y 2 phẩy thì đạo hàm của cái này thêm lần nữa là cột u đạo hàm bằng trừ u phẩy sin u, là thành là trừ của 2 sin của 2x. Y 2 phẩy là bằng 0 thì ta có sin 2x bằng 0. Như vậy là sin của 2x bằng 0. Sin 2x bằng 0 thì cái cộng này sẽ bằng bao nhiêu đây? Sin bằng 0 thì cái cộng này là bằng cả pi nhé. Nên lượng giá cơ bản là 11. Mà nếu quên thì ta ôn tập lại nhé. Cả pi trên 2. Sin bằng 0 này, mình nhắc lại nhanh này. Đây trục sin này. Bằng 0 đây. Vuông kép cũng góc trục sin. Như vậy là các lần tròn tại hai điểm. Đối xứng có ô này. Thì lấy số đo của một trong hai cung có điểm cuối điểm này hoặc điểm này cộng với kpi. Đây điểm này là 0 này, cộng với kpi là bằng kpi. X bằng kpi trên 2 với k là số nguyên. Như vậy ta tính là y 2 phẩy tại cái điểm mà có dạng là nghiệm này của phương trình y phẩy bằng 0 là pi trên 4. Ở đây là mẹ là chúng ta không cần phải tính là giải phân trình đạo hàm bằng 0, đạo hàm cấp 2 bằng 0 hay. Chỗ này ta không cần giải đạo hàm cấp 2 bằng 0 này, chỉ tính đạo hàm cấp 2 đó thôi. Và sau đó tính giá trị đạo hàm cấp 2 tại các điểm là nghiệm của phương trình y phải bằng 0 thôi nhé. Chỗ này ta cần phải giải y 2 phải bằng 0. Y 2 phải tại pi đến 4 cộng k pi đến 2 này. Đấy, tại đạo hàm cấp 2 tại đây. Thì ở đây chúng ta thế vô này là bằng trừ 4 này. Trừ 4 sin 2x là bằng pi đến 2 cộng k pi. Như vậy là mẹ em thay vào là pi đến 2 cộng k pi này. Mà pi hàm k pi là gồm có hai điểm ngon đây, k bằng 0, k bằng 1. Như vậy ứng với đây là thì sin là bằng 1 và đây là sin 1 trừ 1 nha. Như vậy có hai giá trị là bằng 4 hoặc là bằng trừ 4. Bằng 4 nếu là k là số chẵn là cái điểm cuối ở đây. Còn bằng trừ 4 nếu k là số lẻ thì là k bằng 2 lần bằng 1 nằm đây nha. Mà đạo hàm bằng 4 là dương cho nên là ta kết luận là hàm số đạt đây là cực đại tại x là bằng ứng với k bằng 2 l cộng 1 này là cực đại này là pi đến 4 cộng 2l cộng 1, mà thay k bằng 2l cộng 1 vào pi chia 2. Hàm số đạt cực tiểu tại x là bằng pi đến 4 thay k bằng 2l vào đây này là bằng nl pi của L là số nguyên nha. Đấy. Tương tự như vậy mà em về nhà làm câu C, câu D và các bài tập còn lại nhé. Còn làm được thì hỏi nha. Rồi, buổi học hôm nay ta kết thúc tại đây nhé. Giờ làm bài tập nha.